Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem những tin tức cập nhật về diễn biến chiến sự nga-Ukraine ngày hôm nay. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, nước này đã đồng ý với các đồng minh về việc cung cấp 50 đến 60 máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho Kiev. Tuy nhiên, Ukraine cần khoảng 160 máy bay để có một lực lượng không quân hùng mạnh ngăn chặn nga chi phối không phận. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình RTP của Bồ Đào Nha, Tổng thống Zelensky nói rằng F-16 cần thiết nhưng không phải cho cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine mà để bảo vệ dân thường và các hành lang nhân đạo ở Biển Đen và Biển Azov. Ông Zelensky dự kiến các máy bay chiến đấu sẽ hoạt động trên bầu trời Ukraine vào đầu năm tới, thừa nhận rằng quá trình này rất phức tạp vì nó đòi hỏi phải đào tạo phi công, kỹ sư và bảo trì chuyên biệt. Trước đó, thì người phát ngôn lực lượng không quân Yuri Inat cho biết, Ukraine cần khoảng 128 máy bay chiến đấu hiện đại để thay thế hoàn toàn phi đội máy bay cũ. Theo ông Inat, máy bay F-16 có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga hiện nay, mang lại cho Kiev ưu thế trên không rất cần thiết ở các vùng lãnh thổ hiện do Moscow kiểm soát. Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết cung cấp hàng chục chiếc F-16 cho không quân Ukraine. Các phi công kỹ sư và kỹ thuật viên người Ukraine đã bắt đầu khóa đào tạo kéo dài 6 tháng về máy bay F-16 ở Đan Mạch. Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Mỹ cũng đã cam kết tham gia các nỗ lực huấn luyện cho Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với European Pravda ngày 25 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan nói rằng việc chuyển giao F-16 cho Ukraine có thể mất từ 6 đến 8 tháng do phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết trước khi máy bay chiến đấu được đưa tới Ukraine. Đại sứ xét tại NATO cho rằng, Ukraine chỉ có thể trở thành thành viên liên minh quân sự này khi biên giới đất nước ổn định. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine phải chấm dứt trước khi Kiev có thể gia nhập NATO, Đại sứ xét tại khối quân sự do Mỹ đứng đầu, Jakov Ladovsky nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 31 tháng 8. Ông Ladovsky nói rằng, tư cách thành viên có thể không yêu cầu một hiệp ước hòa bình chính thức giữa hai nước láng giềng, nhưng biên giới của Ukraine phải rõ ràng. Bên duy nhất chịu trách nhiệm trả lời cho câu hỏi biên giới sẽ nằm ở đâu là Ukraine. Không ai từ bên ngoài có thể bình luận về điều đó, theo ông Ladovsky, hệ thống chính trị của Ukraine cũng phải khớp với hệ thống chính trị của các thành viên trong khối. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng, điều đó cuối cùng sẽ tùy thuộc vào việc Kiev quyết định khi nào cuộc xung đột với Nga kết thúc. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius vào giữa tháng 7, Khối liên minh quân sự gồm 31 thành viên đã xác nhận Ukraine sẽ được gia nhập NATO vào một thời điểm chưa xác định trong tương lai, nhưng chỉ sau khi xung đột với Nga kết thúc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích NATO vì điều mà ông cho là sự thiếu quyết đoán và chỉ ra việc thiếu lộ trình gia nhập rõ ràng. Theo Washington Post, những tuyên bố của ông Zelensky đã khiến Mỹ tức giận và cân nhắc việc rút lại lời mời của Kiev gia nhập khối. Một bài báo gần đây của The Guardian trích dẫn một cuốn sách sắp xuất bản của nhà báo Mỹ Franklin Foer nói rằng Ông Zelensky đã thúc ép Mỹ đồng ý cho Ukraine trở thành thành viên NATO từ lâu trước khi xung đột với Nga nổ ra. Cuộc gặp năm 2021 giữa Tổng thống Biden và ông Zelensky được cho là đã kết thúc với việc nhà lãnh đạo Ukraine chọc giận Tổng thống Mỹ với những yêu cầu mà Ford mô tả là đánh giá vô lý về triển vọng gia nhập NATO của Ukraine. Moscow đã nhiều lần tuyên bố việc Ukraine gia nhập NATO là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia Nga. Moscow cũng coi quy chế trung lập của Kiev là một trong những điều kiện để kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Kiev đã bác bỏ các điều kiện của Moscow và yêu cầu quân đội Nga rút khỏi tất cả các lãnh thổ mà Ukraine coi là của nước này, bao gồm Crimea và bốn khu vực đã sát nhập với Nga sau cuộc trưng cầu ý dân vào mùa thu năm 2022. Trong video, ông Perugin được cho là đang ở châu Phi, đồng thời tuyên bố vẫn ổn khi đề cập tới mối đe dọa tính mạng. Chia sẻ cho những ai đang bàn tán về việc tôi còn sống hay không và tôi đang thế nào, hiện tại là cuối tuần của nửa cuối tháng 8 năm 2023, tôi đang ở châu Phi. Vì vậy, gửi đến những ai suy đoán về việc tôi bị trừ khử, về cuộc sống riêng tư, công việc của tôi hay bất cứ điều gì khác, thực tế là mọi thứ đều ổn. Hiện chưa rõ địa điểm và thời gian chính xác video được quay. Tuy nhiên, trang phục và chiếc đồng hồ trên tay phải của ông Brugin được cho là khớp với ngoại hình của ông trong video được quay ngày 21 tháng 8. Trong đó, ông Trung Wagner cũng khẳng định ông đang ở châu Phi. Việc ông Pekorjin đề cập tới cuối tuần của nửa cuối tháng 8 cho thấy Video được quay vào ngày 19 hoặc 20 tháng 8, chỉ 3 đến 4 ngày trước khi máy bay chở ông cùng các thân tín rơi ở tỉnh Chauver, khiến toàn bộ 10 người trên khoang thiệt mạng. Ông Pigorin thiệt mạng khi chiếc máy bay thương mại của ông rơi vào ngày 23 tháng 8, hai tháng sau khi ông dẫn đầu cuộc nổi loạn chống lại các chỉ huy quân sự của Nga. Khi đó, các binh sĩ Wagner đã nhanh chóng kiểm soát thành phố rốt Sốt ông Đông ở phía Nam, rồi tiến về Moscow. Cách ông Pigorin nói trong đoạn video mới nhất cho thấy ông nhận thức được những rủi ro an toàn của bản thân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31 tháng 8 cho biết nước này đã thử thành công vũ khí tầm xa sản xuất trong nước. Trong khi quan chức an ninh hàng đầu Kiev tuyên bố một chương trình tên lửa mới đang được triển khai, sử dụng thành công vũ khí tầm xa của chúng ta, mục tiêu đã bị bắn trúng ở khoảng cách 700 km. Tổng thống Ukraine Zelensky đang thông báo trên Telegram đề cập đến một cuộc tập trận của Bộ Công nghiệp Chiến lược. Ông Zelensky không nêu rõ loại vũ khí nào được sử dụng hoặc mục tiêu là gì. Ngay sau đó, thì thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Alexei Danilov đã đăng một đoạn video dài 20 giây trên X Twitter cho thấy hình ảnh giống như một tên lửa được phóng trong đêm. Chương trình tên lửa của Tổng thống Ukraine đang được tiến hành. Các vụ thử nghiệm đã thành công, hoạt động triển khai hiệu quả. Sevastopol đang đợi, Kamchatka đang đợi, Kronstadt đang đợi, ông Danilov nói. Một số phương tiện truyền thông Ukraine đã liên kết bài đăng của ông Danilov về chương trình tên lửa với tuyên bố của Zelensky về vũ khí tầm xa. 700 km có thể ám chỉ khoảng cách từ biên giới Ukraine tới Paskov, một thành phố ở phía tây bắc của Nga. Thành phố này chỉ cách Estonia, một thành viên của NATO, 30 km. Một số máy bay vận tải quân sự đã bị hư hại tại sân bay Peskov vào sáng sớm 30 tháng 8 trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV. Hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ cả hai bên về loại UAV đã được sử dụng trong cuộc tấn công hoặc chúng đến từ đâu. Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine đã nhiều lần khẳng định nước này chỉ sử dụng vũ khí sản xuất trong nước để tấn công vào lãnh thổ Nga vì Mỹ và các đồng minh không cho phép Kiev sử dụng tên lửa và UAV do phương Tây cung cấp cho mục đích này. Tuy nhiên, đầu tuần này, The Economist tiết lộ, những người điều khiển UAV của Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu vệ tinh và tình báo phương Tây để tránh hệ thống phòng không của Nga. Ukraine sẽ sớm thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Drenikov và ứng viên sáng giá nhất hiện nay là ông Rostem Umerov, người đứng đầu quỹ tài sản nhà nước Ukraine. Theo Ukrayinska Pravda, tờ báo này cũng dẫn các nguồn tin cho biết Quốc hội Ukraine có thể xem xét bãi nhiễm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Drenikov trong tuần tới. Chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng do Tổng thống bổ nhiệm. Quốc hội Ukraine sẽ phê chuẩn và bãi nhiệm bộ trưởng theo yêu cầu của Tổng thống. Zelensky cho hay, ông Renikov có thể sẽ được bổ nhiệm vào vị trí đại sứ Ukraine tại Anh. Ứng cử viên có khả năng thay thế Renikov nhất là người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine, Rustem Umerov, các nguồn tin trong nội các và quốc hội Ukraine đều xác nhận thông tin này. Tổng thống Zelensky đã gặp ông Umerov trong tuần này để thảo luận về hoạt động của Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine. Trong khi đó thì ông Umerov không thể phủ nhận hay xác nhận thông tin ông sẽ được bổ nhiệm vào các chức vụ khác. Theo Pravda, ai sẽ thay thế ông Renikov vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ trong đội ngũ của Tổng thống Zelensky. Quyết định có thể đưa ra vào tuần tới có cần phải bãi nhiệm ông Renikov hay không, không phải là điều cần phải bàn. Điều đó là cần thiết. Nhưng câu hỏi đặt ra là ai sẽ thay thế ông ấy? Đây mới là vấn đề. Có rất ít ứng cử viên tiềm năng phù hợp với vị trí Bộ trưởng Quốc phòng. Một nguồn tin cấp cao thân cận với Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết. Ngày 29 tháng 8, Mỹ công bố kế hoạch cung cấp tên lửa không đối không tầm nhiệt AIM-9M Sidewinder cho Ukraine như một phần của gói viện trợ mới. Bộ ngoại giao Mỹ cho biết gói viện trợ quân sự dành cho Ukraine trị giá 250 triệu đô la Mỹ bao gồm tên lửa phòng không AIM-9M, thiết bị rà phá bom mìn, đạn pháo 155 mm và 105 mm, tên lửa chống tăng Javelin và các tên lửa chống tăng khác. Ngoài ra, gói viện trợ còn cung cấp 3 triệu viên đạn cho vũ khí nhỏ, vật liệu nổ để dọn chứng ngại vật, cũng như phụ tùng thay thế, bảo trì và các thiết bị đi kèm. Gói viện trợ giúp Ukraine tăng cường sức mạnh trên chiến trường, cùng các đồng minh và đối tác sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Ukraine nhận được tên lửa tầm nhiệt này. Vào tháng 5, Canada tuyên bố sẽ chuyển 43 tên lửa AIM-9, có thể là phiên bản AIM-9M, cho Ukraine từ kho của lực lượng vũ trang Canada. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Canada nhấn mạnh rằng khoản viện trợ này sẽ giúp Ukraine ứng phó trước các cuộc tấn công tên lửa đang diễn ra. AIM-9 là tên lửa không đối không tầm ngắn do nhà sản xuất vũ khí Raytheon sản xuất, được trang bị cho Hải quân Mỹ vào năm 1956, sau đó là Không quân Mỹ vào năm 1964. Đây là loại tên lửa tầm nhiệt dẫn đường bằng hồng ngoại, có thể tự hiệu chỉnh trong lúc bay nhờ dữ liệu cung cấp từ máy bay, giúp tăng đáng kể độ chính xác trong tiêu diệt mục tiêu. Tên lửa AIM-9M là phiên bản nâng cấp của biến thể AIM-9L, duy trì khả năng toàn diện của AIM-9L AIM-9M nâng cao hiệu suất tổng thể của loại tên lửa này. Những cải tiến đáng chú ý bao gồm tăng cường khả năng phòng thủ trước các biện pháp đối phó hồng ngoại và động cơ tên lửa phát ra ít khói hơn. Những cải tiến này cũng giúp nâng cao khả năng của tên lửa trong việc phát hiện và nhắm mục tiêu, đồng thời làm giảm khả năng bị phát hiện trên chiến trường. Những tên lửa AIM-9 thể hiện khả năng tương thích với nhiều loại máy bay chiến đấu hiện đại. Tùy vào từng phiên bản, AIM-9 được trang bị trọng lượng đầu đạn khác nhau, tầm bắn tối đa của tên lửa khoảng 35 km. Các lực lượng không quân phương Tây sử dụng chủ yếu tên lửa AIM-9 trong chiến đấu. AIM-9M đã được triển khai rộng rãi trong chiến tranh vùng vịnh. Tuy nhiên, dù được sử dụng nhiều, nhưng số lần tiêu diệt mục tiêu thành công vẫn tương đối hạn chế. Tên lửa AIM-9M Sidewinder sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại máy bay không người lái của Nga. Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thử thách khi Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV. Các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27 của Ukraine được trang bị tên lửa tầm nhiệt R-73 thời Liên Xô. Dù những tiêm kích này cùng với R-73 có khả năng phòng thủ trước máy bay không người lái, SHAT, nhưng hiệu quả có phần hạn chế với sự hỗ trợ từ các quốc gia phương Tây, lực lượng không quân Ukraine đã thể hiện hiệu quả khả năng tích hợp tên lửa của phương Tây vào máy bay chiến đấu thời Liên Xô. Do vậy, tính khả thi của việc trang bị tên lửa IM-9M cho máy bay chiến đấu Ukraine là hoàn toàn có thể thực hiện được nhờ hiệu quả đã được chứng minh trong các nỗ lực sửa đổi và tích hợp đa nền tảng. Ukraine đang chờ đợi việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 từ các nước phương Tây, với cam kết từ Hà Lan và Đan Mạch cung cấp khoảng 16 chiếc F-16. Tên lửa AIM-9M cũng có thể được trang bị cho máy bay F-16. Sự kết hợp giữa tên lửa tiên tiến này với tiêm kích do Mỹ sản xuất hứa hẹn sẽ nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu của Ukraine trước các mục tiêu của Nga để đáp ứng các điều kiện tiên quyết trong việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16, các phi công Ukraine phải trải qua ít nhất 6 tháng huấn luyện trên máy bay, tuân theo các điều kiện do Mỹ đặt ra. Trong khi Ukraine khẳng định máy bay chiến đấu sẽ giúp thay đổi cơ bản diễn biến trên chiến trường, nhiều chuyên gia cho rằng sở hữu tiêm kích F-16 có thể đem lại lợi thế cho Ukraine hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Các quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng, xe tăng, đạn dược và lực lượng bộ binh giàu kinh nghiệm luôn đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột chủ yếu diễn ra trên bộ hiện nay. Việc mua và vận hành máy bay chiến đấu của phương Tây đòi hỏi chi phí đáng kể, đồng thời việc đào tạo và triển khai đủ số lượng phi công để đảm bảo khả năng sử dụng có thể kéo dài vài năm. Ngoài ra, khung thời gian dự kiến để đào tạo phi công Ukraine trên các máy bay tiên tiến hơn loại họ thường sử dụng ước tính sẽ kéo dài tối thiểu 4 tháng. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine, hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.